nhà mấy cái ma này mà mấy chủ chưa có cái xây dựng mỗi vậy không? Mà chết rồi chứ. Ở bên đó tóc nó dịp dài, sắp hai đó là em cắt mất cắt bữa. Dài. Con phải cắt cho ngắn bước, nó dài quá. Sao con? Nó phải cô Huệ nói gì chỗ lâu khô. Lâu khô càng tốt. Sao càng tốt? Trời ơi, lâu khô hợp lắm. Chị Huệ trả lời giúp như con kỹ nhà vậy ha. Càng ngắn tốt lâu. Nghe thấy quen rồi. Con nít mà. Trời ơi Đạt ơi, bác lỗi bác phải làm cái gì? Nó thiệt hình, nít nó thiệt hình đó. Nó nghĩ sao nó vậy? Hư sức nào? Chị là dễ nít, chị nói thiệt á. Thật sự cũng đâu có muốn. Dòm tiếc. Có kỷ niệm đi. Nè. Đó, nói nghe nha. Cái này á mà cho mấy tự là cancer đó. Mấy cái cầu quý. Dạ. Nó làm ốc giả đó, hội mấy người hội mà bị cancer đó. Họ xài cái tấm này làm tóc giả cho mấy đứa mà bị bụng hết á. Dạ. Bị cancer nó bụng á. Nó làm tóc giả. Không có kỷ niệm à. Có một số mấy đứa Mỹ, nước Mỹ đây á. Nó cho phi á, nó để thiệt là dài luôn, nó vô nó xin cắt. Con á, cô Huệ nói cho con nghe, con mà không xí nó khô á, con cột như vậy đó, mai mốt cái đầu con bị trứng ốc á, nó cục hết. Thiệt, không, chị nói thiệt. Có nhiều nó bị cục hết trơn, nó không có mút nữa, thiệt á. Chẳng thà giờ cắt ngắn vậy, khi mà cột, đừng cho nó cột vậy, cho xí khô mới cột nha. Giờ cô Huệ cắt cỡ, cô Huệ cắt cho mà con cắt cỡ. Kệ canh đó rồi. Không. Để chiều để coi. Cắt như thôi cô Huệ chỉ hình cho con nè. Đây cô Huệ chỉ hình cho con nè. Con thấy cái hình cái cô vậy đây nè. Nó đang hai bên nó hơi hơi chút xíu thôi con. Thử đi nha. Ừ. Ăn kẹo. Quẹo kẹo con. Kẹo xíu xíu nha. Ăn hơi chú, bí xẹo. Đây kéo con, thấy kéo con. Quý gì? Cô Huệ thay con dao lam cho cắt cho con tưởng đau. Bà khóc con đi. Con đừng nhộm chứ bà nhờ. Ok. Bây giờ người ta mới qua nghẹo hết con ha. Mai mốt con làm thử cho ba coi. Cho ba ngồi khóc chơi. Thôi chơi, thôi chơi. Sao mà tóc bạc thế đâu. Thôi cho về chết luôn. Ừ, phải. Nói với cái việc cũng đi ca cho lần của em chưa biết ca đang nào. Đi về ở vị trí lái xe. Cái tao cũng vậy ơi, vui lắm. Trái cây ra ăn trái cây thoải mái lắm nhưng mà mắc à mắc. Mắc không? Mắc nhưng mà đồ hư không? Đúng rồi. Ừ. Mỗi thứ ba là hàng ship bình từ châu Á qua mà. Ở Thái Lan qua, có khi hàng Việt Nam qua, ngon lắm. Qua bởi ăn mà cũng tưởng như là mình ở Việt Nam vậy mà nhỏ. Trời ơi, giờ chưa, chị quay bán hốt trên phố à? Giờ phố thật ơi, giang phục đông nó thật. Đi mà tuyết lạnh cậu kê khó khăn tay chân chập chững thôi sức nào chị gọi hốt tâm biết thế thương rồi chăm chóc biết thế 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 mày cũng thấy cậu gọi tôi không chưa áo nhợn vậy nha. Giờ có một số ra trường, đi học ở ra trường, có vợ, có con, còn ra. Có gì chứ? Không phải gì hết, mình thấy mình thương đúng không? Con nít nó khôn lắm Đạt. Mày thương nó thiệt nó cũng biết mà mày giả bộ nó cũng biết. Quả? Không có qua khỏi mặt nó đâu. Không có qua gì lớp hết. But no, he free. Và anh ấy, ổng giả bộ. Trước mặt ba nó làm như thương nó lắm, mặt như thương mình giả bộ.
chắc chúng ta nhiều làm nhiều điều nó thấy rồi. Nó thấy rồi. Mà mày thấy rõ ràng con nít không? Nó nói ra hết hồn luôn, sao con biết? Cái con biết mà. Mong đừng tử nó con nhỏ, con không biết. Vậy là lấy chị đi hết. Mùa măng cục như mấy tháng này nè. Chị ăn cơm ít lắm, ăn măng cục nhiều. Sống nhờ trái măng cục mà. Trời, trái ruột với trái cục nó sai cỡ này rồi không? Trời ơi mà ở dân chị ăn măng cục không ăn trái lớn. Ăn măng cục đứa nào được trái lớn, đứa nó ngu. Vậy là trái lớn không mòn gì vậy? Mà rửa cái bún. Chị không hiểu, yếu hai phụ nó biết yếu một tiếng thiệt không tốt. Sao nào sao khỏi. Anh xin lỗi chứ. Da chừng nám. Một giúp cho chống lậu. À một tiếng á, thì uống à. Mấy người ăn nấm đều trắng á, vừa kẻ mà vừa bổ nghe ngựa. Mọi người thấy yếu là ngay sang sang vậy mà. Không, mà công dụng nấm đều trắng á. Bởi thường á, bởi Hồng Kông á, yếu nó qua nó, yếu lửa sẵn. Chị sợ nhất là yếu lửa sẵn đạt đó không? Không có, nhiều khi nó không phải tránh. Dạ. Chị uống thuốc này chị thấy ngủ được. Bạn bè đã dùng rồi, bạn bè giới thiệu với mình. Còn cắt xuống nó khác mặt khác không? Khác vị, cái rau, cái dao. Mình tóc, mình tóc luôn anh uống thì vậy ha. Ừ hả? Cái giống rồi sao, phải diễn cắt. Sao cho tiền của Huệ mày à. Thuốc ngủ rất có hại không chị? Phải rồi, tôi ta cảm thấy là không ai. Như chị sắc đẹp không có đi, chị ru gan của với tinh thần nữa. Ủa thì rác tivi mình làm có cá đài đài thế giới luôn vậy. Đó. Nó mấy kênh, nó mấy đài rồi. Nhưng mà em phải vô SPDN. Đen, tóc mọc dài, da trắng dưỡng dung, sức khỏe. Phải có SPDN. Cái này có mấy này, không có vô SPDN không có. Mình tưởng tâm rồi cái da mình cũng hợp hào. Việt Nam giờ cũng đầu tư rồi kìa. Bây giờ tao cũng trời ơi, a xinh. Chị được nhiều chứng bệnh và phòng ngừa được nhiều chứng bệnh. Thấy chị Yến này là rất là tốt. Tám mấy tuổi rồi? Chị tám mấy tuổi hả? Không trả tôi cũng 75 tuổi rồi. Như vậy là cháu ta chỉ bằng bác rồi đó, mà sao bắt trẻ đi? Tại vì sao bệnh hoài? Sao? Vừa trả vừa phải thôi. Dọc bắt tay gì nó trẻ và xạo nhiều cái. Chị tính thấy quá. Thì ta phải nói em thấy quảng cáo mà nha. Nó chị nhiều bệnh lắm đó nha. Măng cục á. Chống ung thư. Nhưng mà chị không biết chứ trên quê chị á. Cái chăm cái măng cục á. Thật sự không có độc. Cái vỏ nó chỉ tình nghĩa thôi. Chị quay uống nhiều cái đúng không? Uống cái nào? Thì uống rồi uống rồi thấy đỡ rồi nha. Nhưng trường thôi đâu vậy. 1888 498 3888 0898 3888 giống vậy. Con nói con giống vậy. Má ăn sao được vậy? Trời ơi, má được có ma đẹp có con, có ma xấu không con? Chiếc hình là con hôm nay nhiêu rồi? Dạ quá.
nói chắc là bà nội ở dưới đi sướng hơn cái đây, bà nội không về đây đâu. Về đây lạnh quá. Vậy chú ông ở đây xin quảng cáo mua bột cao cho hai vậy. Cái gì? Bột á. Sao? Mua một cho hai Messi á. Mua một cái áo cho hai cái áo. Biết phải không? Ở Messi hả? À. Chị có biết đâu. Thì mới nghe con áo rồi của bà. Chị đâu có ở không đâu mà đi shop bình thường. Bởi vì của bà không, nó nhìn sao con? Em nhìn đẹp không? Có cái nhăn hoài là con. Bán hàng chuyên nghiệp của chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị. Chúng em cắt cục thì rồi. Rồi con. Cứt ngay con, nhìn đẹp của con. Mà lúc đó mà bả qua bên Mỹ, bả người Campuchia mà bả gốc Việt Nam mà bả không biết tiếng Việt, mà thấy Campuchia bả cũng không biết luôn. Mà cái thời mà bả cứ cầm đi hỏi người này người kia, nó ủa sao cái chị này đi hỏi người này người kia. Con lên cho mọc cho mau đó mà cho nó tới cho nó hốt lấy tiền á. Ba năm 3.9 có 4.35 liền á. Bằng
Anh hai. Hello, nhìn này. Chúc. Quay liếc nè. Dạ chị nha anh. Cái gọi điện thoại cho mình đi. Trên cái gì cũng dễ.